Trà Xuân. Xin mời. Vẫn cây của Đình Vời đây. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Xanh quê đây, ở này nhìn rõ ràng là xanh quê rồi. Ra. Quê là đẹp. Tuyệt vời. Xa vời vợi. Xa vời vợi. Đấy. Móng đây. Móng này. Móng này không biết bảo bao tiền đây anh nhỉ? 8 triệu. 8 triệu. Đình vời. Tuyệt vời. Xa vời. 8 triệu. Đấy. Đây nghệ thuật. Tí tiền tí quay anh còn nhiều đầu. Ok anh. Người trong cái lối đi không anh? Có. Đi được không? Cấp còn nhiều đầu. Của anh Trần Lực. Tuyệt vời này, cái sao? Nốt cây này thì tuyệt vời. Tuyệt vời. Trần Lực là sao? Nhiều đầu. À, con nhiều đầu hôm trước đây đúng không? Anh Lực, đây đúng không? Nay giá cả có gì thay đổi không? Nay giá cả có gì thay đổi không? Con đấy 30 triệu. 30. Đẹp đấy. Hay là có khi bày ra trường trước cho dễ anh ạ? À, chưa muốn bày thì cái hàng đấy. Thì hơi kín. Hơi kín. Đấy, ba xịt, ba sỏi. Ba sỏi mà các bác vừa xem phía trước đây. Tốt ra. Cất ở đây. Ông nhìn này thì chả thấy gì đâu. Chả nhìn thấy gì. À thế à? Cây đấy à? Có phải cây đấy này? Hỏi nhưng mà chưa dám mua. À. Chắc hỏi dò. Có trả được câu nào? Có trả được câu nào? Trả 15. À. Nhưng mà chưa thiên trí. À thế à? Có tìm thiên trí kiểu gì lên đây chả gặp chú. Đông Anh đúng không? Đông Anh. Ui, bác có nhiều tiền lắm. Hả? Chịu nhiều tiền lắm. Khách Đông Anh. Toàn thích cái to. Đây, số của anh Lực. Phạm Lực chứ không phải là Trần Lực nhé. Cây này thì hôm trước có quay nó kỹ hơn rồi. Bây giờ nó như này thì không quay được. Các bác nhìn thấy dáng dấp nó là một con nhiều đầu. Và lùn. Lùn. Một người bên nặng. Nói chung là cái này nuôi thì có giá trị. Mình phải nuôi. Đấy, các bác nhìn. Cổ cánh các thứ đều rất rụt rịt. Dạ. Vâng, tí nữa sao các bác ạ? Tí. Sao cơ? Đây, hôm nay ở Đông Anh này. Rồi. Em biết hạt này không? Biết. Có nói chuyện điện thoại rồi. Hả? Nói chuyện điện thoại nhưng mà không nhớ được. Nhưng mà nói chung là hay mua của ông Kiện. Những cái to là Kiện. Mua nhiều lắm. Em mua hàng bóng. To. Quái to. Nói chuyện với nhiều người lắm nhưng em không biết ai với ai đâu. Xem thôi mà. Làm sôi động chương trình. Vâng, rất vui. Chợ búa nó rôm rả. Chứ mà cứ ngồi bán này thì cũng mệt lắm. Con này lên ảnh đẹp lắm. Này to quá, phải đứng xa xa ra. Đứng này là chật gần. Quá, phải bẩy nó dày quá. Đấy, như con của bác kia bây giờ tí ra nó quay lại dễ. Bởi nó một mình. Đúng rồi, độc lập. Đây mà toàn phôi nó khó. Đấy, lách còn chả lách được. Xem nào, các nghệ đục làm gì đây. Thắng ơi, kỷ niệm cái này đi. Kỷ niệm đi. Đang đấu ấy. Cứ làm triệu. Nắng này không sống được đâu, thì cho đi. Được cả đây.
50. Cứ để vậy mấy cái cho nó bén nhanh. 50. Lật cái thế chứ còn lực mấy dòng cái hòm đồ thiếp nhỉ. Xe mới đồ mấy lít hòm đồ. Còn nghệ nhân chân trách sáng rồi. Mình mua cái này đắt. Mua cái này đắt mà lỗi. Mình mua cái hòm đắt. 300 cái này. Cái này nó mới đẹp. Đấy, nó mới đẹp. Đấy rồi, xong rồi bác. Của anh Thắng cái này à? Thắng. Cái của anh Thắng 500 bạc. Bao tiền đấy? 500 bạc. Bao tiền đấy? 9 triệu. 9 triệu. 9 triệu kèm cổ đúng không? Chỉ cần thế thôi. Kèm cổ đấy. 9 triệu kèm ở đây này. Đấy. Hàng ra hàng đấy. Trông nó gọn. Ra hàng. Cái hộp tôi hơi dài. Nó hơi cao. Cắt xong có tiếc không hay là ưng? Tiếc gì? Đấy, đồ dựa đã cắt thì kia mình đổ sắt. Đấy là thành ra được 2 cây đấy con. Cây này cắt thành 4 cây được. Đâu? Lại ba vai à? Thật dở. Hay ạ. Đi thật là tài lắm chứ. Dạ. 500. 500 rồi. Cho anh đấy đưa 500 thì rút tiền rồi. Cho anh đấy ông phi vậy. Đây anh của tiền ra. Đây đi, đây là 500 này này. Đây. Đặt đấy cho ông phi vất thế là thôi. Cho phi vất được làm sao rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái tình cảm mà tốt rồi. 8 này không sao này. 8 thôi. 8 giờ buôn bán ở nhà. Sống cũng đẹp phết. Đẹp cũng phết phải trời ơi. Đâu phải đi làm tư đấy. Dạ, anh ạ. Đấy. Hôm nay mang cái nào anh? Cái này à? Sống không? Đẹp quá. Này đồ chơi rồi. Đồ chơi. Bao tiền cái này anh? 15. Đọc số đây anh. Tối bay luôn. 0967. 0967. 113. 113. 013. 013. Này hôm trước có thằng nào nó gọi em mẹ. Đang bật từ sáng sấp mặt mũi mẹ cứ hỏi số bảo xem trên ý. Bận vãi cả đái. Sau thế là mẹ nó bực mình xem không thấy sao hay là nó không mở tiếng mà nó chửi mình. Có nó chứ. Cứ làm như mình đúng không? 15. Đây là đảo địa đây đúng không? Là chơi được đồ to hay thì vật cái này hay. Cái này thì hai người khiêng được cái mấy nhỉ? Đấy quả phúc này, riêng cái quả phúc này về đã ăn được. Nếu mà ông nào thích bóc ra thì được loạt mini tương lai rồi. Đấy, quả búp tuyệt vời đấy. Yeah. Ông nào nghiện mini cái về cái này mà có khi lại bán được hơn cả cái mẹ. Riêng cái này đã tầm 15 rồi. Quả búp này tầm 2 năm rồi nữa. Nhưng mà thế thì phí quá. Cắt quả búp mì mà chết. Đảo địa đây, nhìn chi đảo địa. Xanh, chất liệu xanh Nam Điền. Đây của anh Thiện. Trương Vệ Thiện. Đấy, đọc số là cứ đọc luôn ở trên này, nhiều lần đọc lắm. Ông xem mà không để ý thì chịu. Cao tầm khoảng độ 90 phân. Toàn đọc số trực tiếp đây này các bác. Chứ tôi vừa tay tôi quay phim bận máy như này mà lại người thời gian đâu mà tôi lưu số. Không hiểu như thế. Còn các ông mà mất lịch sự thì xin mời lướt. Hứa là hẹn cả họ cái thằng đấy lên đây rồi mà cho nên cả họ nó yên cổ mà. Thằng rất mất dạy. Nguyên chi đảo địa. Xi măng à, người đắp này làm màu tí chứ. Xi măng để mới quá. Mà
chi này, này vì sao cái tên ý này, chi này này chi này là chi thiên hướng huyền và nó lại đảo xuống động đất từ trên nó gập xuống, chung là đang ở trên này ngóc xuống huyền chi đảo địa huyền chi là xuống xuống văn hoa nó như vậy. Ba triệu, đúng. 13 triệu. Ông làm nên mini là được cái quả phúc, nguyên cái quả phúc là được một cây ngon mini. Tất nhiên là nuôi vệ khoảng độ 3 năm. Được một cây cho tán rộng, một dáng làng tròn như cái đĩa. Lấy cái quả phúc với lấy những cái tử ra làm cây mini cực kỳ đẹp. Chưa có vệ đã có tuổi. Chúc mừng anh Kiện và anh em xa gần giao lưu nhé.